Ở phần cuối của chương trình, chúng ta hãy cùng thực hiện những thí nghiệm nho nhỏ để khám phá thế giới xung quanh. Một vật làm bằng sắt thì dù nặng hay nhẹ cũng có thể chìm xuống dưới mặt nước. Nếu không tin, bạn có thể thử bằng cách thả một cây kim vào ly nước xem. Nhưng hôm nay, hai bạn nhỏ của chúng ta sẽ làm điều ngược lại, đó là làm cho cây kim nổi lên trong nước. Chúng ta hãy cùng chuẩn bị dụng cụ và làm theo nha! Để thực hiện thí nghiệm sau đây, chúng ta cần phải chuẩn bị một số dụng cụ. Một ly nước đầy, một cây kim, một tờ khăn giấy. Bây giờ hãy thử thả cây kim vào trong nước. Chúng ta thấy cây kim mặc dù nhỏ và nhẹ nhưng cũng chìm ngay xuống đáy ly. Sắt chìm trong nước, đây là chuyện bình thường. Nhưng hôm nay hai bạn nhỏ của chúng ta có thể làm cho kim nổi trong nước đấy. Bạn có tin không? Đầu tiên, hãy gấp miếng khăn giấy làm đôi và thả trên bề mặt nước. Sau đó, nhanh tay đặt cây kim lên khăn và chờ cho đến khi miếng khăn giấy chìm hoàn toàn xuống nước. Nếu chờ lâu quá, bạn cũng có thể dùng tay ấn nhẹ các góc khăn giấy giúp nó mau chìm hơn. Và chúng ta sẽ quan sát được cây kim đang nổi trên mặt nước. Nếu quan sát gần hơn, chúng ta sẽ thấy được mặt nước xung quanh cây kim bị lõm xuống. Tại sao lại có hiện tượng như vậy? Kim nổi được trên mặt nước là vì trên bề mặt nước có một lớp mỏng manh nhưng khá vững chắc. Đó là sức căng bề mặt của nước. Nhờ có miếng khăn giấy, kim đã được đặt nhẹ nhàng trên mặt nước mà không làm vỡ bề mặt nước. Trọng lượng của cây kim sẽ kéo nó xuống, tạo nên một vết lõm xung quanh cây kim mà chúng ta quan sát được. Chính phần lõm đó đã chiếm đi một lượng nước, dẫn đến sự xuất hiện lực đẩy Archimedes từ dưới lên, đỡ lấy kim không bị chìm xuống. Các bạn ơi, chương trình hôm nay đã kết thúc rồi. Mọi thư từ và câu hỏi, mời quý vị khán giả và các bạn gửi về tiết mục Thế giới muôn loài, Ban thiếu nhi Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ số 14 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, hoặc email thế giới muôn loài http://htva1@yahoo.com.vn. Còn bây giờ, Kỳ Duyên xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.